Chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Thì hôm qua mình có quay cho bạn xem chiếc xe của bên cô 013. Bữa nay là bị vấn đề là cái đùi nó bị yếu nha các bạn. Không biết là có bị hụt nhất 10 hay không. Thì nó như nó bị yếu đây, bạn thấy là đang chuyển hướng là không được nha các bạn. Máy nó nhẹ re, cái bơm không có nặng này luôn đó. Quay mạnh không? Hả? Quay mạnh không? Quay yếu luôn. Bây giờ anh tài xế đang thử xe lại nha các bạn. Máy xe này chạy là 3T66 nha các bạn, SK013 nha. Bây giờ ben xe có vẫn ben được, nhưng mà có cái là cái đùi nó bị yếu nha bạn. Hôm qua thì mình quay cho bạn xem thì cái đùi nó vẫn còn mạnh bình thường, mà hôm nay mới có một ngày thôi mà không biết tại sao nó lại yếu nha các bạn. Thì các bạn nào biết thì chia sẻ cho mình và chú chủ xe rồi biết để khắc phục cái xe này nha các bạn. Mình chúc các bạn xem video thật là vui vẻ, các bạn hãy đăng ấn được cái kênh like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nha. Bạn nào biết xe này bị tình trạng thế nào thì chia sẻ cho mình và chú xe cùng biết để khắc phục xe này nha các bạn. Hồi sáng đổ nhất mồi vô hụt nhiều không? Không có bị hụt nhất mồi nha các bạn. Mình sợ bị hụt nhất mồi xong rồi nó lột cái cục bơm, nó rớt bơm, nhưng mà cái này là không có hụt nhất mồi nha các bạn. Này chắc mình nghĩ là lý do là nó bị chỉnh áp nha các bạn. Xe bây giờ chống nó còn chống bình thường nha các bạn. Đây là anh tài xế, chú tài xế nha các bạn. Xe cũng biết để khắc phục nha bạn. Thì công việc của chú tài xế đang làm là dọn cỏ nha bạn. Dọn cỏ những cái mô mai này nha. Mạnh rồi đó. Mạnh rồi phải không? Đó, mạnh phải không? Để cái làm xuống, nó bung ra, để làm xuống rồi. Bỏ cầm khóa. Bắt cầm khóa kìa. Nhiều khi nó bị dính làm á. Nhiều khi là cái la mình dính nó mở nhớt á. Chưa, để bay qua luôn đi. Bây giờ bạn nghĩ sẽ lên thử xe lại nha các bạn. Đây là xe của bên cô SK013. Thì hôm qua là mình đang thử xe và tháo lam thì bình thường. Nhưng hôm nay thì chú tài xế nói báo là nó bị chậm, nhưng mà không biết là bị tại sao. Thì bạn nào biết thì chia sẻ cho mình và chú chủ xe rồi cùng biết nha các bạn. Thì bây giờ mình thấy tình trạng nó tiến triển hơn được chút, không biết có phải là bị quay vòng tròn luôn, giỡn cần cao luôn, quay vòng tròn. Xe nhỏ nó phải yếu thôi. Bây giờ ben xe lên mà chuyển hướng quay lại ào ào được, ok. Hình như lại bắn cái bánh nó bẹt ra mạnh rồi.
dạ. Chúng nuôi to. Đặt tới đây. Đặt tới đây cày thiếu dễ chế sao nó chế được. Phải ăn nó phải ăn nó mặn nó yếu yếu rồi. Đó mà nhìn phát này nè. Rồi rồi. Coi cần gì giữa. Chờ cần gì giữa sợ cái cần nó bị dính. Chú giao xanh là chú. Có giờ dù giật cái cần này cũng có ấy đâu. Đâu có yếu đâu. Nãy sao yếu mà giờ không yếu. Nè, giờ cái cần nãy tới nè. Sợ cái lam hồi nãy ổng đẩy cái lam bị dính á. Dính cái lam rồi nè. Nè, dính cái lam nè. Đụng cái cây này. Cái cây đó đụng chứ không phải lát vô ngay chính giữa tim. Nè, dính cái lam nó bị hết rồi phải không? Yếu nè. Nè hoài bị điện bơm lắm nè. Hiểu không? Hiểu nguyên lý nó chưa? Cho cây về giữa. Về giữa chứ không phải lắc qua lắc lại, đang cho nó ngay chính giữa. Còn cái này dàn chân này muốn bẹt hay không á là mình mở. Cái này lúc nào mà nè, lâu lâu mình lấy tay đây nè, yếu là đây giữa nè. Cái này cây giết không được. Là giết là không có dàn chân không bẹt nữa được. Mày xuống ơi, cho nó leo lên mà chỉ nó. Đâu dở cần nó quay vòng tròn luôn coi. Nó dính cái lam nè, cái lam nè. Dở cần lên cao nó quay vòng tròn luôn. Nó quay to quay đâu nổi đâu, tại cái lam mình bị dính. Có nghĩa là tái xe thấy tiến triển tốt hơn nha các bạn. Thì theo bạn Nghĩa phân tích là nó bị dính cây lam nha các bạn. Ví dụ mình mở nhớt mà mình kéo về vị trí giữa, không ngay chính giữa thì nó sẽ là mở nhớt cho cái lam. Và nó sẽ yếu động tác, chân chạy và yếu động tác, mút quay to luôn nha các bạn. Mà Nghĩa rất là hay luôn nha các bạn. Chắc là tại xích vô quá chứ. Ông hiếp lại quá. Không hả? Hả? Banh hết luôn cũng bị hả? Thì bây giờ quay vòng tròn đi. Chụp bật chứ. Mà nè. Mà nghe đang bung ra. Hiếp lại vừa rồi, hiếp quá dính. Rồi. Cụp cụp. Chứ hồi nãy dính cái lam nhựa nó kêu không chừng. Bây giờ dở cần lên quay vòng tròn thử coi. Dở cần lên cao cao qua chúng cây mai giờ. Chúng cây mai. Dở cao cao lên quay vòng tròn luôn, đừng có quay nửa vòng. Rồi. Quay tròn luôn. Có bây giờ tại nó bó cái lắc vài cái mút lỏng lét à. Bó ông lắc thường là lỏng lét à ông yên tâm. Nó nói từ qua mạnh chân trâu nay là yếu. Tại vì nó chia về cái động tác của cái lam. Là cái lam nó mở liên tục. Kiểu như cho nó chạy quá sức á. Chiếc cho nó chạy quá sức chạy không nổi. Kiểu như chạy hai động tác rồi chạy thành ba động tác nó chạy không nổi. Mình vậy mình vác 50 kg bắt vác 70 kg sao vác nổi. Trước nó mới dính cái lam, còn nếu mà mình mở vậy nó không dính cái lam. Vậy gì chạy mở hả? Thì mình chạy cứ khóa lại trước. Là cái lam nó không dính. Đúng không? Cái cần lúc nào cũng để lại trước hết. Còn mà muốn hoạt động cái chân bẹt hả để lại sao? Còn Nghĩa đang cắt nghĩa cho chú tài xế hiểu gì cái nguyên lý của cái xe này nha các bạn. Không dính. Giờ đè xuống hết cỡ cũng cái đùi vẫn mầm. Vậy nào mở nè, vậy nó yếu nè. Đó vậy mới dính công tác. Trời ơi, có cái cần đó hả? À. Nè, dính là dính cái cần rồi nè, lâu lâu cho nó lại giữa. Sợ sợ nó cơm, còn bơm nhông không rớt thôi. Không rớt mình. Đây, còn thay cái này sao, mai chỉ thay cho. Đây, còn coi cái gạo lại coi cái ăn gạo ấy. Nó xì rồi. Thay cái tí, thay cái tí. Thay cái tí nữa. Cái ăn gạo này trúng bao giờ biết không? Đây, đừng quay chúng ta.
giờ chú cắt bỏ này chưa ba răng lại. Bỏ này cào cào cỏ ok. Không được nó lọt. Lọt giờ chú cái này nó dính cỏ thôi chịu nổi. Bởi vậy nó dính lắm. Thì dính thì phải vuốt ra thôi. Dính rồi, là chịu nổi. Dính là lấy gạo đè xuống vuốt ngược ra. Không lọt, không để dây cảm được. Đúng rồi, nếu mà thưa quá cũng lọt nữa. Thưa lắm. 2 4 giờ ba răng. Giờ không phải làm cái này nó lại xíu. Xíu không quá, bự dính nữa. Cái này phải 4 răng là vừa ha. Cũng mẹ làm 2 4 5 răng hả? Ờ bởi vậy. Cắt bỏ hết chia là 4 răng. Không phải phải có vô đá. Bỏ vậy. Bây giờ lấy cái gạo nè. Thì gỡ gạo đi. Tiệm cái này vừa luôn á. Gỡ cái gạo đi. Còn cái tay này. Cái tay bị xì kìa. Cái tay này chú đem ngoài tiệm cơ khí cho mở vòng luôn. Không mấy đem bên chợ thẳng chỗ thay phốt luôn. Gỡ nguyên cái tay đi ngoài. Cái tay có 5 kg à. Dễ mở mà, dặn cái vực ra hả? Mở tay chở là đi luôn ra ngoài cái điểm cơ khí cho nó làm hả? Ờ, cái tay này cầm một tay một cái rồi mà mình phải mở ra đem những cây luôn. Mở cái này, mở gác này trong vòng 10 phút hộ vậy, rút ra, mở hai gắm này ra. Tắt xe, mở ống ra. Chỉ là sẵn là nếu mà xiên nó là chở cái gạo ngoài cho nó làm 4 răng. Bây giờ chỉ gạo cỏ không? Hỏi nó nghiên cứu có làm cây tròn được không? Cây tròn gãy không? Cây sắt tròn mà nó mài nhọn á. Này 5 răng rồi. 5 răng. Tặc quá. Nếu ấy từ ngày mai tôi cắt nhỏ lại. Con cắt nhỏ cũng dính nữa. Giờ chú làm lại 4 răng đi. Giờ 3 răng thưa, giờ làm lại 4 răng. Không có nó chơi chứ biết sao không? Cái này giờ nó hơi dính nhưng mà cái này cào mới ngon nè, cào nó sạch. Nó không lọt. Thì nó bây giờ nếu mà chạy hoài nó hư mà xe nó cũng ụ, nặng máy đụ má. Nó có hoạt động cái đó không? Tại cái cần nó hoạt động cái bẹt chân với cái lam, mà cái lam giờ dính không sao đi, con trôi nhớt chạy vòng vậy rồi bây giờ nó dính cái bẹt chân luôn rồi. Cái này ờ nè, vậy là mở nè, vậy là dễ dính rồi. Đẩy lại trước hết, chạy là đẩy lại trước là phá rồi. Rồi lâu lâu mà thấy mà cái xe chậm rồi cái khắc khá là vũ cái này là vũ đơn giản vũ mốt nó lỏng mà vừa luôn, cái dính vậy luôn à, dính miết luôn, miết là cái động tác nó cứ chạy hoài. Còn cái gạo này bây giờ cạo vậy sạch nhưng mà nó dính thì chịu cực, mình đè xuống đó cái mình duỗi lên trước để xúc chứ. Còn làm thừa quá nhiều khi là ra ngoài tiệm ngoài nó làm cái chừng vài trăm ngàn mà tiền nó không thành đem làm đặt chuyện. Vậy là đủ cái này nó cho có nó làm lại 4 răng đi. Có 3 mức là chạy mức giữa nè. Đây cái nè. Này mức tới nè. Này mức giữa nè. Nè chú nó hở. Mà lắc lắc nó mới được, lắc nó mới nó có 3 bậc. Ừ lắc lắc ngay giữa. Giữa là lắc sao mà múc thấy bình thường thôi. Bình thường thôi ha. Hả nó chậm đụng mới lắc nữa. Cái chốt giải đáng chốt tháo cái gạo chở đi làm lại 4 răng thôi. Này 5 răng rồi. 4 răng là cái răng này nằm đây. Là cái kẻ nó vừa cào cái cỏ luôn á. Cái răng kia nằm đây. Cuối. Và thêm 2 răng cái này. Kia là bên thở có 7 phân. Đến này với